Diệu vừa chào cô chú anh chị nha. Thì sáng buổi sáng làm việc cô chú gì ơi? Có ông anh vô phụ phát cỏ rồi giới thiệu luôn. Vệ sinh ao hồ là lại chiến đấu chịu Tết cô chú chị. Phát cỏ ra rồi lại. Vệ sinh lại cô chú chị. Quá tại cỏ mưa gió cỏ quá. Phát cỏ gửi tới cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị có sử dụng con phát cỏ thì alo nghe nha. Đây. Đây cống bà mụ của chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video nghĩa nha, đăng ký kênh ủng hộ nghĩa.